Xin kính cảm ơn nhiều. Xin cảm ơn nhạc sĩ Vĩnh Tâm rất là nhiều. Anh ơi, tự dưng hát bài này xong em nuối tiếc của em muốn hát thêm lần nữa. Đúng rồi, bởi vì bài hát này là mang tên Nuối Tiếc đúng không? Nhưng mà Hà nghĩ coi, nếu mà bài này nếu mà hát thêm một lần nữa thì chỉ là một lần thôi. Tại sao mình không thâu thử bài này để nó mốt ra được nghe hoài luôn? Chứ không thì mình sẽ nuối tiếc lắm đúng không ạ? Thế thì các bạn có thấy nếu mà không thâu có nuối tiếc không? Mấy em chưa thấy nuối tiếc không? Quý vị có thấy nuối tiếc không ạ? Thế Hà có thấy nuối tiếc không? Dạ có. Có hả? Trời, quá khổ vậy. Tự dưng đứng cạnh em đứng cạnh anh em thấy em điệu hẳn rồi. Đúng rồi, tại vì em phải điệu thôi, bởi vì em đẹp, em phải điệu đúng không? Đẹp để win đều. Và có lẽ là bây giờ nếu mà để diễn xuất cho nó đạt hết cái bài hát đó đúng không? Bây giờ em đi vô cho anh đứng đây em nuối tiếc được không? Ôi trời. Mặc dù em biết là cũng vậy rồi đó, nhưng mà thôi em đi vô đây. Vậy thì ta đành xa nhau vậy. Cảm ơn rất nhiều. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Xin cảm ơn nhiều ạ. Xin cảm ơn.